Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video sinh viên edX học gì và làm gì. Và video hôm nay thì chúng ta đã quay trở lại với bộ môn, đây là bộ môn khoa học và quản lý. Thì trong cái bộ môn khoa học và quản lý ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề của bạn Lan Anh, là bạn Tạ Thị Lan Anh. Và chúng ta trong cái cuốn sách này và trong cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta tìm hiểu thì bạn ấy có nhắc đề cập mạnh và bạn ấy nhấn mạnh về chủ đề, đó là chủ đề về cái gọi là cái thuyết tư tưởng và cái hiện tượng phơi nhiễm của chúng ta. Thì có thể chúng ta sẽ hiểu một cách như thế này, có nghĩa là chúng ta bây giờ chúng ta là 18 tuổi, chúng ta đang phải tiếp nhận những cái nền tư tưởng cũ, và ví dụ như các quản lý cũ là họ thường thường là chúng ta đang học ở một cái trường, ví dụ nhé, ví dụ chúng ta đang học ở cái trường đại học edX, và hiện tại thì chúng ta đang cảm thấy ở môi trường ở đại học edX rất là hạnh phúc, và ở cái môi trường ở đại học edX nó có nhiều cái thứ tiến bộ, ví dụ là cái chương trình giáo dục này, cái chương trình giữa quan hệ giữa bạn bè, quan hệ giữa giáo viên và sinh viên, hay là các cái hệ chương trình đào tạo này, thậm chí là cái chương trình thực tập, và thêm những cái hệ thống ưu đãi và hệ thống những nghỉ ngơi của ở edX. Chúng ta đã quá quen thuộc về những hệ thống này rồi, và thậm chí chúng ta còn quen thuộc về hệ thống deadline, hệ thống về bài tập, hệ thống về bài tập cuối môn, hệ thống thi cử. Chúng ta quá quen thuộc về hệ thống này rồi, thì dẫn tới vấn đề là chúng ta bây giờ chúng ta đi ra ngoài, ví dụ chúng ta đến và chúng ta học tập ở một ngôi trường khác, ví dụ Đại học Thăng Long, Đại học FPT, Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Đại học Thương mại, và thậm chí là trường đại học có một cái nền tư tưởng sống chúng ta. Đây là hiện tại đang có một cái ngôi trường đại học giá là giống chúng ta, đây là ngôi trường về đại học EdX, đào tạo về ngành quản lý quản trị kinh doanh CEO. Thì nếu như chúng ta bây giờ chúng ta để đổi mới đến những cái ngôi trường đại học đại khác, để ví dụ họ chúng ta mới bắt đầu thay đổi các cái hệ thống, ví dụ hệ thống lời khóa biểu học của chúng ta này, thay đổi về cái hình thức dạy, thay đổi về hệ thống sinh viên, hệ thống giáo viên, deadline, bài tập, thi cử hay là các thứ vấn đề liên quan, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ thay đổi, đúng không? Và nếu như bây giờ như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy so sánh mình thấy mặc khảnh, và nếu chúng ta vẫn lựa chọn lại thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn về đại học EdX, thì đó có nghĩa là chúng ta đang bị hệ thống, chúng ta đang bị cái hệ thống phơi nhiễm, và chúng ta đang tiếp thu những ý kiến khác và trái chiều khác bằng cái hệ thống tư tưởng của chúng ta, có nghĩa là giống như là chúng ta đang tiếp thu những cái ý kiến này bởi cái nền tư tưởng và nền hạnh phúc tư tưởng của chúng ta. Các bạn có thể hiểu một cách như thế này nữa, đấy là cách nhìn của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta đang tầm nhìn theo những cái lịch sử và những cái gì đã trải qua chúng ta. Ví dụ trong mình đã từng xem một cái video của một nhà truyền cảm hứng, thì người ấy có một đề bào với chúng ta là chúng ta đang xâm phạm và chúng ta đang xây dựng trên một cái hệ thống tư tưởng, là chúng ta đang sử dụng cái nền giáo dục của chúng ta đang sử dụng cái nền giảng dạy đạo đức của cha ông chúng ta ngày xưa, đúng không? Thì có nghĩa là chúng ta đang và đã đang có nghĩa tiếp nhận cái nền tư tưởng này, thì nếu như để chúng ta có thể thoát ra, chúng ta phải tiếp nhận những ý kiến khác từ trái chiều, và từ đó chúng ta có thể truyền đạt lại cho con cái của chúng ta sau này, thì từ đấy chúng ta có thể là phơi bày được cái nền tư tưởng này và chúng ta giải thoát được cái nền tư tưởng này. Thì có nghĩa chúng ta đang tiếp nhận những cái nền tư tưởng cũ và chúng ta không chịu thay đổi để lựa chọn một cái nền tư tưởng khác, thì chúng ta dựa chọn cái ý tưởng là chúng ta hiện tượng phơi nhiễm mà thôi, chứ thực tế nó không hề xảy qua. Ví dụ hiện tượng Covid chẳng hạn, ở bên Ấn Độ thì người ta đang tiếp nhận một cái nền tư tưởng về giáo lý, về nền Phật pháp, về đạo tiếp của người ta ở bên đấy, thì người ta đang theo đức tin của họ là bên đấy. Còn đối với chúng ta, khi chúng ta một người nhìn nhận về khách quan, chúng ta nhìn về hiện tượng đó, thì chúng ta đang đánh giá họ dựa trên cái đức tin của họ. Đây là hiện tượng chúng ta đánh giá hoàn toàn sai. Thì đấy, theo ý kiến của mình và theo những cái hiểu biết và cái suy nghĩ của mình về cái buổi học ngày hôm nay, thì có thể là nó chưa hoàn toàn đầy đủ. Thì mong bạn Tạ Thị Lan Anh, bạn có thể là comment ở phía dưới, bạn có thể giúp đỡ mình hiểu thêm về cái bài viết của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này. Xin chân thành và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.